khi nhà tôi ăn cơm mà nghe thời sự Kiều. Đi con, để ăn gà với cá nhiều vô cho có sức mà ha. Dạ, cảm ơn ông. Bản tin thật sự ngày hôm nay gồm có những tin tức sau đây. Em Long, một sinh nghèo vượt khó, khó vãi hò, đã đạt thấy cao trong học tập. Hằng ngày em phải ăn cơm với nước lá, chứ không được ăn cơm gà với cá như ai kia. Đó, mà nhìn con người ta kia kìa. Nhìn con người ta sẽ nhìn con mình chán thật đi. Thôi, trời đánh tránh bữa ăn, đổi kênh đi cháu. Dạ. Em Lan 14 tuổi không những đạt thành tích học sinh xuất sắc mà em còn đi làm phụ nuôi gia đình. Không như cái đứa đến giờ cha mẹ vẫn còn nấu gà với cá cho ăn. Cảm giác nó có khỉ mình vậy ta. Mày có mừng cái trẻ lên mà mau không? Dũng mắt thật. Con người ta bằng tuổi thì lo cho gia đình, con nhà mình chỉ để ăn ngủ thôi, chả được cái sách gì. Thôi, hai bạn là trường hợp số ít thôi. Chứ con nhà mình cũng như con nhà hàng xóm vậy. Đuổi kênh đi Nam. Dạ. Hàng xóm nhà bạn Nam, em Nguyễn Văn Phong. Từ khi 3 tuổi em đã biết làm phép toán lớp 12. Lên 4 đã thành thạo 63 ngôn ngữ trên thế giới. Ôi dạ, cái thằng đầu đó. Kỳ hè qua nhà bạn chơi Kiều. Trời ơi, sao mấy bữa nay không coi được é gậy đứa bây. Dạ thưa ông, một con mới qua. Dạ ông chào ông. Ừ, mấy đứa mới tới chơi hả? Vô đi cháu. Dạ. Ủa rồi hai đứa bay tới đây chi vậy? Cái thằng này, bạn tới mà nó cái gì vậy? Hai cháu đừng có để ý nha. Dạ không sao đâu cô ơi, bọn con quen rồi. Hai đứa ăn trái cây không? Để cô lấy. Dạ thôi, bọn con không ăn đâu ạ. À. Ôi giời, mấy đứa ngon ăn thật đấy. Thôi lên phòng chơi đi mấy đứa. Dạ vâng ạ. À. Đây là phòng của tao, bọn bay đừng có mà hả? Ủa đâu rồi? Trời ơi, cái nệm êm ghê mày ơi. Trời ơi, sập giường tao. Trời ơi, bộ biết season vậy cho tao nha. Trời hư đồ tao. Ủa, bịch gì đây? À, dép gỗ tao mới mua bên Bosi á. Đẹp vậy. Tao mới mua đã mang lần nào đâu. Ủa, mày mang đi đâu vậy? Chưa mang về chứ đi đâu. Trời ơi, của tao mà. Cho tao đi mẹ. Ủa, tiếng gì vậy? Hình như dưới nhà. Xuống xem thử đi. Có chuyện gì vậy cả? Quẩy lên tay. Mỗi khi mẹ tôi gọi điện thì đám bạn tôi Kiều. Mẹ tao gọi. Mở ra nhà đi. À, dạ con nghe mẹ ơi. Thế con đang ở đâu đây? À, dạ con đang học nhóm nhà bạn. Có thật là học không đây? Thật mà con có một lượng sách vở đây nè. Thế lo mà về sớm đấy nhé. Dạ dạ con biết rồi mẹ. Anh ơi vô nhảy với em nè. Ủa cái gì vậy? Hôm nay tuyệt vời lắm. Đúng mà như mẹ nghĩ đâu. Bà mẹ mày về đây chết. Khi chị tôi học trên Top Top mua 5.000 thịt. Cô Linh, mày cầm tiền ra chợ mua cho mẹ một ký thịt heo ăn nào. Cái gì mà nhiều tiền vậy mẹ? Tiền mua một ký thịt chứ có dư đâu. Ui, hôm qua con coi TikTok người ta mua miếng thịt có 5.000 mà cả nhà ăn không hết kia kìa. Mày bị dở à? 5.000 mà bán cho mày. Mẹ không tin đúng không? Con đi mua cho mẹ xem. Cái con này, nay bị dở à? Bà bị áo Top Top à mẹ ơi. Cô ơi, mua bao nhiêu em? Thịt này ngon lắm đấy. Lấy con 5.000 thịt lợn à. Ơ con này mày bị dở à? Thịt dơ ai bán 5.000? Thịt dơ 150 một cân mày kêu bán 5.000 thì bán kiểu gì? 5.000 mà bán, nhiều người mua cho chó cho mèo 20.000 không thể bán nữa. À, thì lấy con ít vụn cũng được à. Đã bảo không, 5.000 mà bán. Ơ thế bà này không có trên Top Top à? Mà hết chuyện nghe ba cái dở hơi đấy à? Tôi chủ cho bà sáng này ấy. Bà mẹ. Mẹ, người ta đánh con. Khi hai chị em tôi ngủ chung Kiều. Ê, nó bắn tôi kìa. Con Linh, mày sao tắt đèn đi mà đi ngủ? Sao lại là em? Không lẽ là tao? Chị nào ngoài chị tắt đi. Mày không tắt tao mách mẹ, bữa mày cúp học đi cho thằng Long đi nhá. Ờ, thế em cũng mách mẹ chỉ lấy tiền học đi mua đồ tặng Huy nhá. Thế giờ mày có tắt không? Em không tắt đây. Không tắt thì để đèn về ngủ. Để thì để. Mày sao mà tắt cô? Em không tắt. Mẹ. Bà mẹ hai chị em tới giờ nữa rồi đó. Khi tôi dạy đứa em và phát hiện ra một thứ. Trời ơi, cái phép tính dễ như thế mà không làm được. Tao không biết mèo hành kiểu gì luôn ấy. Dạ, chị em đi. Tao chỉ một lần thôi nhé. Mà nhắm học được thì học, không được thì nghỉ. Nghe nè, đi bài hỏi này. 18 trừ 9 bằng bao nhiêu? Thì 8, bé 9 làm sao mà trừ được? Thì phải làm sao? Mượn 10. Đúng rồi, thì phải mượn 10. Thì tao có này. 18 trừ 9 bằng. Ủa gì vậy? Ủa rồi sao vậy lúc ban đầu vậy? Quan cúc này kinh kính nè. Thì 8 bên 9 đúng không? Thì không trừ được thì phải làm sao? Phải mượn 10. Thì ta có 18 trừ 9 bằng. Dẫn tôi đi gặp thầy mày liền. Kiệt ơi. Mày qua đây làm gì vậy? Đi chơi không? Qua nhà Linh chơi. Cái xe gì mà sao nhìn béo này? Mày nhìn vậy thôi chứ nằm tình lên đây. Ôm chắc không nhá. Rồi. Xuất phát. Ừ mà ơi. Mày chạy từ từ thôi. Mày cứ yên tâm đi, tao chạy là không bao giờ ngã đâu. Trời ơi, cái xe đằng trước kìa. Mày im lặng cho tao chạy coi. Ông mày phụ cho con tay qua nạn khỏi. Ê, mày thấy gì không? Ô má ơi, không lẽ.
Thằng vợ này mày bị điên à? Yên tâm, tụi nó sao mà chạy lại tao? Ui 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 ui. Tao đã bảo mày rồi. Ôi trời ơi. Khi có người nhờ trông trẻ thiều. Tập để tao đi quẩy bay ơi. Mấy đứa ơi. Ôi trời. Đó, cái bài này các cậu phải áp dụng công thức này nè. Mấy đứa chúng em hầu cô tí. Cô đi có tí việc. Nhưng mà bọn em đang. Thế nha, cô đi đây. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Ô, tôi chỉ cho ăn kẹo nha. Không ăn đâu. Thế anh cho đồ chơi chơi nha. Không có chơi mấy cái này hả? Ô, thế anh mở siêu nhanh é gầy cho em xem nha. Không có con é gầy. Con nít dớ cái gì cũng không chịu. Tao cũng bo tao. Tao còn một cách. Lớp tôi hôm nay tổng kết kiểu. Ủa Linh, mày không chuẩn bị tới lên nhận giấy khen cho cháy hả? Thì má ơi, học như quần què đâu ra giấy khen. Nam cho tôi mừng cái stock với. Nè. Thôi bây giờ cô đọc tên lần lượt lên nhận giấy khen nha. Nguyễn Thị Hương. Chúc mừng em. Dạ em cảm ơn. Trần Văn Long. Chúc mừng em. Dạ em cảm ơn. Wow, đẹp trai Long ơi. Nguyễn Thị Lan. Lan kìa. Ủa, mày đâu rồi? Em mặc đồ ai lên vậy Lan? Dạ đồ em. Ê, chúc mừng bạn nha. Thôi bạn yêu đừng có buồn nha. Các mẫu cáp kết dịch dịch hai ảnh. Rồi trên tay cô vẫn còn một tờ giấy khen cho một học sinh không ngờ đến luôn. Nguyễn Thị Linh. Má ơi, Linh mày được giấy khen kìa. Ủa đâu rồi? Chúc mừng em. Dạ cảm ơn. Em có điều gì muốn nói không? Trong đời em chưa bao giờ cảm động như ngày hôm nay. Mà bây giờ mà cho em ra đi em cũng bảo nguyện. Các tiểu học sinh khi nhận giấy khen. Sau bao nhiêu nỗ lực chép bài, cuối cùng con có được giấy khen rồi ba má ơi. Mày có không? Mày có. Cô chúc mừng. Nhiều khi nghĩ sao đời đen không biết. Học 12 năm trời chưa bao giờ mà hưởng được cái giấy khen nữa. Lớp tôi gần Tết Kiều. Rồi lớp phó trật tự lên quản lý lớp giúp cô đi. Cô xuống văn phòng chốt điểm. Trời ơi, cô cứ để đó đi đây. Bây giờ cô cho lớp mình ngồi chơi. Nhưng mà nhớ cho cô là chơi cho im lặng giúp cô nhé. Dạ. Dạ. Ê, lên sọ em ơi. Đấy, cho tao một chân đi. Tao với con Hương muốn đưa cửa nha. Rồi, vô đây, vô đây. Ê, Phương, quay tóc cho tôi đi. Ok bà. Rồi quay nha. Tôi, Nguyễn Thị Lan, team Đông Công Chúa, Mái Đình. Rồi, giờ lên cái cách dịch dịch nữa là xong rồi đó. Ê, đứa nào ăn không? Ê, Út Khờ, ăn gì vậy? Cho miếng coi. Nè, ăn đi. Rồi, đi trước nha. Ba. Heo. Trời, biết đánh bà không vậy ba? Đứa nào có không? Không bắt xin phép về ba ăn xì nha. Con, đứng lại. Ba đôi thôn. Vừa lòng tao lắm. Tử quỷ ca. Vậy bà chặt chồng tôi hả? Vậy thì không chị em còn què gì hết trơn á. Ngũ quý ca nè mày. Lục quý ca nè mày. Vậy thì thập quý ca nè mày. Như Lai thập bát trưởng nè mày. Thập tám muội nè mày. Vậy thì thập tứ cô nương nè mày. Cái lớp này nó có phim kiếm hiệp à? Lên lớp gần Tết phần 2. Mấy đứa ở dưới chơi nói chuyện bé bé thôi. Vương lấy ở tôi chai tương ớt với. Nè bà, xì dách mày rủ anh em ơi. Mày bị bé thôi bà nghe giờ đi. Ê tao hai tự nha. Rồi rồi rồi. Ê bà, vô ca bắt tao kìa. Út cờ, út cờ, cứu tao cờ. Trời ơi cái thằng gà này. Mày đánh ở đêm mày lao lên chi bà. Long, Dành, Hương, Dành. Trời gì mà dành hết trơn vậy. Linh rút không? Trời rút sao không trời. Bà này xin nhẹ ba lá đi. Ok ba lá thì ba lá luôn. Trời giờ tao nhắm mắt cũng ngủ Linh á. Rồi xét Linh đầu tiên nè. Thoải mái đi bạn. Này thì ngủ Linh nè. Tao cho mày ngủ luôn thì con. Thì quái nào ba tay. Ngươi thử xem nào. Thế quái nào mà bà tuần tay vậy. Mày đi bà. Tay gì trời. Hương bóng ngự xem. Mấy cái đứa làm cái gì đây. Rồi đứa nào bốc không? Linh. Trời ơi 20 bốc chi cô. Lớp trưởng. Vậy đi xét con Linh. Này
thì 16 tuần giờ em. Mấy cô chọn làm cái gì dưới đây? Rồi rồi mấy em ơi. Xì rách á. Cái xì bàn ăn cả làng nha. Quẹ xu dư chạy. Huh?